Năm trước thì mỗi một năm ông bác sĩ Phúc đều đem đến hội thánh hai cái cây poinsettia rất là đẹp, giống như thế này. Và năm nay thì ông bà đã đi về Việt Nam, thành ra chúng tôi cũng thắc mắc ưu tư và chưa biết là sẽ phải làm gì. Và sáng nay thấy cô Barbara đem tới hội thánh dâng cho Chúa hai cái cây thật là đẹp. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Quý vị khác có ai có điều gì muốn làm chứng chia sẻ với hội thánh không? Xin mời lên đây. Mình biết là thứ bảy này là ngày gì không? Truyền giảng. Ngày buổi lễ Giáng sinh của hội thánh phải không? Dạ anh Tường với cô Nga. Dạ kính thưa hội thánh, kính thưa quý ông bà mục sư, hôm nay tôi xin phép lên đây để có đôi lời cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban ơn cho tôi thật nhiều và thật là tuyệt vời. Và tôi có đôi lời hôm học kinh thánh ở nhà tôi đó, tôi cảm ơn quý ông bà mục sư và kính ơn cảm ơn quý ông bà đã tới nhà tôi học kinh thánh. Có gì sai sót thì cũng xin bỏ qua cho, và tôi xin nguyện Chúa ở cùng lớp học ngày càng đông hơn. Và tôi mong là có lần sau sẽ tốt hơn và chu đáo hơn. Dạ, cảm ơn hội thánh, cảm ơn phòng sư. Dạ. Quý vị thấy không? Đi học kinh thánh vừa được ăn, vừa được vui và còn vừa được cảm ơn nữa. Chúng ta phải cảm ơn ông mục sư Việt đã bỏ thời giờ ra để mà chuẩn bị cái chương trình học kinh thánh hàng tháng. Và chúng ta thấy hội thánh có những sinh hoạt như vậy, đó là ơn phước Chúa ban cho chúng ta. Hồi nãy tôi có hỏi rằng là thứ bảy này là ngày gì thì tất cả quý vị đều biết rồi, đó là ngày lễ Giáng sinh trong hội thánh. Mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ, chúng ta 7:15 tới phải không? 6:30, amen. Những người nào có trách nhiệm nên đến sớm hơn để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chứ còn nếu bây giờ mà 7 giờ, mà 7 giờ thứ năm chúng ta tới là mình sẽ đeo cái microphone không có kịp. Thành ra cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em nhớ điều đó. Ở bên ngoài phà bàn bên ngoài kia tôi có để vào khoảng 30 cái thiệp mời, 3 cái thêm 30 cái phong bì ở đây. Và cái thiệp mời thì bên mặt bên đây là cái hình của hội thánh, mặt bên kia là lời mời vừa tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu mà quý vị muốn gửi cho thân hữu bạn bè của mình thì xin cứ tự nhiên lấy về và mail cho họ, mời họ. Nếu mà hết rồi mà cần thêm xin cho tôi biết ngay để tôi in ra cho tất cả chúng ta dùng và không có thiếu sót. Tôi rất là vui mừng trong những ngày Chủ nhật cuối năm chúng ta thờ phượng Chúa trong chương trình Giáng sinh. Và bắt đầu từ tuần trước chúng ta đã nghe những bài hát Giáng sinh rất là đầy ơn của Chúa. Và giờ này đây xin kính mời chị Liên bước lên đây hướng dẫn hội thánh cùng ca hát tôn vinh Chúa để mừng ngày Chúa Giáng sinh ở trong hội thánh của chúng ta. Kính chào quý ông bà mục sư, kính thưa hội thánh. Hôm nay hội thánh chúng ta rất là vui mừng bởi vì dì Bảy đã quay trở lại sinh hoạt lễ thờ phượng với chúng ta, và hơn nữa là cô Lan Hương cũng trở về Houston rất là bình an. Dạ xin hội thánh vui mừng cho một tràng vỗ tay. Dạ. Dạ, xin phép được cho hội thánh 2 phút để chúng ta có thể bắt tay chào hỏi lẫn nhau. Dạ. Dạ, sau đó xin kính mời ban hạt dần. Bắt tay các bạn học. Đã tiếp cái tài liệu của... Hãy
Dạ, xin kính mời ban hát dần. Em nắm tắt chị cho mình có một sọ. Anh nói gì? Thánh đồng ngồi. Thưa quý ông bà mục sư, thưa hội thánh, hàng năm cứ đến vào tháng 12 thì hàng tỷ người khắp nơi trên thế giới vui mừng chào đón ngày Chúa cứu thế lâm phàm, thì các thiên binh trên trời cao cũng hòa ca cất tiếng đón mừng ngày Chúa giáng sinh và loan báo tin mừng cho nhân loại. Đó cũng là ý nghĩa trong bài thánh ca tiếng hát thiên binh. Xin hội thánh cùng ban hát tôn vinh Chúa bài tiếng thánh ca tiếng hát thiên binh. Tiện đây tôi cũng tiếp tinh thần văn hóa cảm ơn. Thì tôi cũng cảm ơn chị Nga đã mở cửa nhà của chị, mở lòng của chị để bắt buộc chúng tôi phải có buổi học kinh thánh.
Tôi cảm ơn Chúa về tinh thần của chị Nga. Và hy vọng hội thánh chúng ta cũng có tinh thần như vậy. Bắt buộc tôi là học một kinh thánh tại nhà đây thì rất là vui. Cảm ơn tất cả quý bà anh chị em, cũng như cảm ơn anh Tường đã chịu có những cái Noel này. Tôi biết công kỹ lắm, không có đơn giản đâu. Nhưng mà cảm ơn anh đã cố gắng là thực hiện điều này. Và tôi thì trong nhà tôi cũng có dựng lên rồi, nhưng mà có truyền thống là chờ các con tới rồi mới dựng lên, mới trang trí theo, để các con trang trí những cái gì nó thích. Thì tôi cũng có chuẩn bị sẵn ở nhà rồi, nhưng mà chờ các con tới. Thì cảm ơn Chúa, năm nay các con tôi từ Michigan cũng như Chicago sẽ về chung với chúng tôi. Thì cảm ơn Chúa về điều đó. Và đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha chúng con trên trời, cầu xin danh Cha được tôn cao ở khắp mọi nơi, bởi vì Ngài là đấng tạo hóa, Ngài đã tạo dựng thế gian này, Ngài đã tạo dựng cho mọi chúng con. Cầu xin danh của Chúa Giêsu được tôn cao ở khắp mọi nơi, bởi vì Ngài đã bỏ đi tất cả vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời để chịu nhục hình thế gian ô tội này. Và qua đó, với đức tin, chúng con được nhận sự cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin danh Đức Chúa Thánh Linh được tôn cao, bởi vì qua quyền năng của Ngài mà chúng con nhận biết được tội lỗi của chúng con, để chúng con có thể cầu xin được tha thứ qua sự hy sinh trong huyết báo Chúa Giêsu trên thập tự giá. Từ đó, Ngài đã giúp cho chúng con mạnh dạn sống theo thánh ý của Đức Chúa Cha. Nếu không được có Thánh Linh, thì chúng con sẽ vẫn lầm lạc trong đam mê với những ham muốn của tội lỗi. Nếu không có Đức Thánh Linh, thì chúng con vẫn đi theo con đường đưa đến sự chết trong đau khổ đời đời. Nếu không có Đức Chúa Thánh Linh, thì chúng con cũng không cảm nhận được sự đau khổ do chính hành động của chúng con gây ra cho những người khác. Đó là lý do là thế giới chúng con đang sống ngày hôm nay có nhiều sự đau khổ. Có rất nhiều người, bao gồm có những người lãnh đạo trong các cấp chính quyền, thương mại đã hành động riêng, tham muốn riêng của họ. Họ sẵn sàng lường gạt người khác, họ sẵn sàng dùng mưu kế gian ác để đạt được mục đích ích kỷ của họ. Có người sẵn sàng giết người khác để đạt mục đích họ mong muốn. Chúa ơi, chúng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng và giúp tất cả chúng con nhận được sự nguy hiểm của tội lỗi trong đời sống của tất cả chúng con. Cầu xin Ngài cho chúng con biết nương tựa vào Ngài để có thể sống ngay lành theo ý muốn tốt lành của Ngài cho đời sống của mọi chúng con, từ những người tù nhân, người thường nhân, cho đến những người lãnh đạo trong thế gian này. Chúng con cảm nhận được sự đau khổ của người dân vì những hành động tội lỗi của người khác. Cầu xin Chúa thương xót họ, an ủi họ và giúp đỡ họ vượt qua thời gian khó khăn này. Cầu xin cho họ biết nương tựa vào Ngài để nhận được tình thương yêu vô biên của Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời thương ở chúng con. Cầu xin con thương xót chúng con trong hội thánh nhỏ bé này. Cầu xin cho chúng con được cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong đời sống của mọi chúng con. Cầu xin Ngài thăm viếng những người lớn tuổi đang có yếu đuối bệnh viện trong cơ thể. Chúng con cảm ơn Chúa cho ngày hôm nay, các bà xã, bà bảy đến thời giờ phượng trong ngày hôm nay. Chúng con còn nhớ cũng má cô Thủy, bà Nguyệt vợ của ông Trúc, ông bà bác sĩ Phúc đã về Việt Nam, những người có những bệnh tật trong cơ thể của họ. Cầu xin Chúa cho họ được nhận được ơn phước khi họ nương tựa lên Ngài, khi họ còn đang sống trên đất này. Và nếu đẹp ý Chúa, cầu xin Chúa cho họ sớm được bình phục. Nếu không, chúng con cầu xin Chúa ban cho họ được sự bình an với đức tin trong Chúa Giêsu, mặc dù đang có nhiều khó khăn trong xác thể của họ. Chắc còn bao lâu nữa, chúng con chào mừng sự giáng thế của Chúa Giêsu hơn 2.000 năm trước đây. Đây là dịp chúng con được nhắc nhở đến một sự kiện diệu kỳ, là ngôi hai Đức Chúa Trời đã bỏ đi tất cả vinh quang của Đức Chúa Trời toàn năng để sinh ra trong một gia đình nghèo hèn, là chuồng chiên, hôi hám. Và như vậy, Ngài cũng đã nếm trải tất cả những đau thương và hình phạt của tội lỗi thế cho cả loài người trên thế gian này, trong đó có bản thân của mọi chúng con. Với lòng biết ơn đó, chúng con đã muốn bày tỏ điều này có buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh vào tối thứ Bảy, 17 tháng 12 tới đây. Cầu xin Chúa ban phước cho buổi lễ đó được đề ơn của Ngài, để chúng con trình bày ý tưởng phúc âm của Chúa để đến hy sinh về tội lỗi cho chúng con. Cầu xin Đức Chúa Thánh Linh cho chúng con và mọi người đến dự nhận ra tội lỗi để đón phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Và giờ này chúng con cùng họp nhau dưới bệ chân của Ngài. Cầu xin Chúa đón nhận những lời hát tôn vinh danh của Ngài như là của lễ lòng biết ơn của chúng con. Cầu xin Chúa ban ơn cho một sự hiền trong khi rao giảng lời Chúa. Cầu xin Chúa cho dọn lòng chúng con để chúng con đón nghe và hiểu được phúc âm qua lời của Ngài. Và cầu xin Đức Chúa Trời ban chúng con, ban phước chúng con trong thời giờ thời buổi này. Chúng con cùng nhận hiệp nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Dạ, xin cảm ơn những lời cầu nguyện của Mục sư Trần Hoàng Việt. Thưa Hội Thánh, trong Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 14 nói rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trên trời rất cao. Sự vinh hiển đó là Chúa Giê-xu đã đến thế gian ban sự bình an dưới đất. Chúa Giê-xu cũng là điều ân trạch cho loài người. Kính mời quý hội thánh cùng đứng lên và cùng bác hát tôn vinh Chúa bài thánh ca Bình An cho loài người. Trong Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 33 câu 4 nói, Kinh Thánh nói rằng: Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài làm cách thành tín. Ngài đã hứa ban cho nhân loại một cứu Chúa thì Ngài đã thực hiện hơn 2.000 năm trước đây. Chúng ta hôm nay ngồi trong hội thánh này chính nhờ chúng ta nuôi bằng sự dưỡng, bằng sự thành tín của Chúa. Xin kính mời quý hội thánh cùng ban hát tôn vinh Chúa bài Thánh Chúa Thành Tín. Thank you.
và chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca dân Chúa thủy chung. Mời quý hội thánh đồng đứng lên và xin mời ban nam giới cầu nguyện để dâng số tiền này lên cho Chúa. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất yêu thương của chúng con cắn kiến cảm tạ Ngài vì sắp đến ngày chúng con phải kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh là cội rễ của niềm tin của chúng con. Xin Ngài ban phước dấy đầy cho hội thánh của chúng con. Chúa ở cùng từng mỗi ông bà anh chị em của chúng con. Cho dưới sự chăn dắt của hai vị mục sư, xin Chúa Ngài ban Đức Thánh Linh Ngài trên hội thánh của chúng con, để mọi người của chúng con, từng thành viên hội thánh của chúng con được sự bình an, được sự vui vẻ và được Chúa hướng dẫn đời sống của mình trong thánh ý của Ngài, trong sự chăm sóc yêu thương của Ngài. Và giờ này chúng con có một số tiền để dâng lên để hầu việc công nhà Ngài. Xin Ngài vui lòng đón nhận những của lễ của chúng con với lòng biết ơn của chúng con. Con cầu xin Chúa bấy nhiêu điều nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin cảm ơn ban nam giới. Sau đây chúng ta cùng đọc kinh thánh đối đáp. Xin kính mời bà Lý Thu Hồ đọc kinh thánh trong Ê-sai đoạn 11 từ câu 1 đến câu 10. Dạ, xin kính mời. Xin kính chào Hội Thánh. Xin Hội Thánh cùng với tôi đọc kinh thánh đối đáp trong sách Ê-sai đoạn thứ 11 từ câu 1 cho đến câu thứ 10. Có một chòi sẽ nứt lên từ gốc Giê-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Ngài vua thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng nó nằm chung với nhau, sẽ tự ăn rơm như bò. Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn trên khắp núi thánh ta, vì sự hiểu biết của Giê-hô-va sẽ đầy dậy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển.
sau đây là lời giảng luận của ông mục sư. Xin kính mời ông. Các cơ đốc nhân chúng ta cử hành lễ Giáng sinh vào dịp cuối năm, lúc mùa thu vừa chấm dứt và mùa đông mới bắt đầu. Chúng ta sống ở trong Bắc Bán Cầu, phía Bắc của đường Xích Đạo. Và ở trên Bắc Bán Cầu này thì vào những ngày này, ban đêm dài hơn ban ngày. Ngày vào khoảng ngày 21, 22 tháng 12 là ngày Đông Chí. Thì ngày sẽ ngắn nhất, đêm sẽ dài nhất. Và nhiều người thì cứ nghĩ rằng tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 là dựa theo đạo mặt trời của người La Mã. Họ nói rằng là hoàng đế La Mã Aurelian đã thành lập lễ thần mặt trời đầu tiên vào ngày 25 tháng 12 năm 274. Rồi sau đó thì vua Constantine tin Chúa và ông cũng bắt buộc người dân Roma phải kỷ niệm ngày Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Ông không muốn thay đổi. Đó là người ta nói như vậy. Nhưng mà có một người tính toán hết sức là kỹ lưỡng. Và họ viết cái ông đó tên là T.C. Smith. Viết cái bài tính toán ngày Giáng sinh, Calculating Christmas, đăng trên tạp chí Biblical Archaeology Review số mùa đông năm 2022. Cho rằng một ông giáo phụ tên là Hippolytus đã viết là Chúa Giêsu được hoài thai vào năm thứ 2 trước Tây lịch trên một bức tượng. Của ông giáo phụ Hippolytus này có khắc một số điều mà ông đã viết ra từ năm 220. Lúc nãy mình nhớ rằng là người ta nói rằng là ông hoàng đế Aurelian bắt dân chúng phải thờ phượng thần mặt trời vào năm 274 lần đầu tiên, vào năm 274. Thế nhưng người ta chứng minh rằng năm 220 ông giáo phụ Hippolytus này đã xác định là Chúa Giêsu hạ sinh vào ngày 25 tháng 12. Như vậy tức là kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh có trước khi người La Mã bắt đầu thờ phượng thần mặt trời. Theo thời tiết thì mùa Giáng sinh là mùa của hòa bình. Và đây là lúc vạn vật nghỉ ngơi trong những ngày đông giá để tồn trữ năng lực và chuẩn bị phục hồi cho một chu kỳ mới. Thành ra mùa Giáng sinh cũng là mùa của hy vọng. Hy vọng một mùa xuân đầy sáng lạn, một tương lai tươi sáng, một đời sống bình an. Và ông tiên tri Esai đã viết rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho loài người nền hòa bình đó qua Chúa Cứu Thế. Mà chúng ta đã nghe về đặc tính của Chúa Cứu Thế một tuần trước ở trong đoạn 9. Ngài được sinh ra bởi người nữ đồng trinh và được gọi tên là Đấng Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời, Quyền Năng, Cha Đời Đời và Chúa Bình An. Để hôm nay, chúng ta sẽ nghe thêm rằng Đức Chúa Cứu Thế là Chúa Công Bình và Thành Tín. Đoạn 11. Diễn tả Chúa Cứu Thế xuất thân từ dòng dõi Giê-xê,
Mình biết Giê-xê là cha của vua David. Amen. Tạ ơn Chúa. Điều đó phù hợp với lại lời hứa là dòng dõi David sẽ làm vua đời đời trên dân sự của Chúa. Ở trong đoạn thứ 11 này, thì Ê-sai tiên tri rằng Chúa cứu thế là Chúa công bình, thành tín, và vương quốc của Ngài sẽ hoàn toàn được bình an, hòa thuận. Và Đức Chúa Trời sẽ dùng những người tin Chúa còn sót lại để tái lập dân sự của Ngài. Đó là tất cả những gì được tiên tri ở trong đoạn Ê-sai thứ 11 này. Ê-sai đoạn 11 câu 1 và câu 2 giới thiệu về Chúa cứu thế như sau: có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Giê-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần trí thức và kính sợ Đức Giê-hô-va. Qua câu kinh thánh này, Ê-sai đã báo trước Chúa cứu thế là một cái chồi xuất thân từ gốc Giê-sê, và Ngài được bao phủ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời. Tân ước thì có hai đoạn kinh thánh nói về gia phổ của Đức Chúa Giê-xu. Quý vị biết ở trong đoạn kinh thánh nào không? Gia phổ của Chúa Giê-xu được viết ở trong hai đoạn kinh thánh mà Ê-sai đã tiên tri. Hai đoạn kinh thánh đó là Ma-thi-ơ đoạn thứ nhất từ câu 1 đến câu 17 và Luca đoạn thứ 3 từ câu 23 đến câu 38. Hai đoạn kinh thánh này đã liệt kê gia phả của Chúa Giê-xu theo hai cách khác nhau. Hai số lượng những người trong đó khác nhau, nhưng mà mặc dù rằng là khác nhau ở nhiều chỗ, nhưng mà cả hai đều ghi nhận Giê-xê sinh David. Và điều này phù hợp với Cựu Ước. Cả Cựu Ước đều nói như thế. Nếu mà quý vị đọc ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn thứ 16 sẽ thấy có câu chuyện về ông Sa-mu-ên đến nhà của Giê-xê để sức dầu cho một người trong bảy người con trai của Giê-xê làm vua trên dân Do Thái. Và khi mà Sa-mu-ên tới đó thì ông Giê-xê kêu con trai lớn nhất của mình tới đi qua trước mặt ông tiên tri Sa-mu-ên, nhưng mà Đức Chúa Trời không có khứng sức dầu cho người này làm vua. Rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, Đức Chúa Trời luôn luôn là lắc đầu. Và Giê-xê hết sức là ngạc nhiên, nói rằng là tại sao không có một đứa con nào của tôi lại được chúc phước làm cho làm vua trên dân sự. Và Sa-mu-ên hỏi còn đứa con nào khác nữa không, thì ông nói rằng là tôi còn một đứa con út đang chân chiên ở ngoài đồng. Sa-mu-ên nói gọi nó về đây. Và khi David trở về đi trước mặt Sa-mu-ên thì Đức Chúa Trời cảm động lòng tiên tri Sa-mu-ên, nói rằng là sẽ sức dầu cho người này để làm vua trên dân sự. Và đó là lời hứa ở trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7 câu 16 mà người như vậy: triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt con đời đời, ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi. Và đó là lời hứa của Đức Chúa Trời cho David qua nhà tiên tri Nathan, mà kinh thánh sau này người ta gọi đó là the Davidic covenant, giao ước David. Đức Chúa Trời hứa là sẽ ban cho loài người đấng cứu rỗi ở trong dòng dõi vua David để làm vua đời đời cho những người trung tín với Ngài. Và Ê-sai ghi nhận ở đây là thần của Chúa sẽ ngự trên Chúa cứu thế đó. Ngài sẽ làm vua của dân Chúa và ngôi Ngài sẽ được vững bền mãi mãi. Là khi chúng ta đọc Tân Ước thì mình biết rằng thần của Đức Chúa Trời, tức là Đức Thánh Linh,
Esai nói là Đức Thánh Linh, chính Đức Thánh Linh này đã bao phủ mầm mống của Giê-xê để làm vua đời đời trên dân sự. Và Tân Ước nói rằng chính Đức Thánh Linh đó đã khiến người nữ đồng trinh Mary thọ thai Chúa Cứu Thế. Matthew đoạn 1 câu 18 kể lại như sau: sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như sau. Mary, mẹ Ngài, đã hứa hôn với Joseph, nhưng trước khi chung sống với nhau thì nàng mang thai bởi Đức Thánh Linh. Xin quý vị lưu ý tới chữ giáng sinh ở đây, sự giáng sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở trong nguyên ngữ thì cái chữ dịch ra là giáng sinh đó là Genesis, giống như là tên của cái quyển sách đầu tiên ở trong Kinh Thánh của chúng ta. Đó là cái sự khởi đầu. Thành ra câu Kinh Thánh này muốn nói rằng là khởi đầu của việc Chúa giáng sinh là như thế, chứ không phải rằng là lúc giáng sinh là nói tới ở trong một đoạn Kinh Thánh khác, lúc mà Mary đến ngày hạ sinh, sinh Chúa Giê-xu ở trong chuồng chiên máng cò. Chữ giáng sinh ở đây nói về ý nghĩa của sự tạo nên Đức Chúa Giê-xu. Và chính vì thế cho nên tác giả của bài báo lúc nãy tính toán ngày giáng sinh đó đã xác nhận rằng giáo phụ Hippolytus đã viết ngày đó rơi đúng vào ngày lễ vượt qua năm thứ hai trước Chúa. Mà nếu mà Đức Chúa Giê-xu được hoài thai vào ngày lễ vượt qua, tức là vào ngày 2 tháng 4 của năm thứ hai trước Chúa, thì đến ngày 25 tháng 12 là vào khoảng tròn 9 tháng Chúa Giê-xu phải được hạ sinh là rất là có lý, rất là đáng tin. Và Tân Ước thì cũng nhiều lần nói rằng Đức Thánh Linh ở cùng với Đức Chúa Giê-xu. Từ lúc Mary thọ thai cho đến lúc Ngài được rước lên trời, và cả khi Chúa trở lại thế gian lần thứ hai để mà cai trị thế gian trong 1000 năm bình yên, Đức Thánh Linh luôn luôn ở cùng Ngài. Tại vì Chúa Cứu Thế luôn luôn có Đức Thánh Linh ở cùng, cho nên Ngài cai trị muôn dân một cách công bằng và thành tín. Và đó là kết quả của muôn dân. Muôn dân sẽ được hoàn toàn hòa bình ở trong sự cai trị của Chúa Cứu Thế. Các câu 3 và 4 ở trong Esai 11 diễn tả cách Chúa Giê-xu cai trị dân sự như thế nào. Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, cũng chẳng phán quyết theo tai nghe, nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đến thế gian bằng cái gậy nơi miệng mình và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác. Mình biết điều kiện tiên quyết của một người lãnh đạo là phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Vương quốc Israel có cả thầy 19 vị vua. Theo cái biểu đồ đó, không biết rằng là quý vị có đọc được không, nhưng mà có tất cả 19 vị vua của vương quốc Israel, và cái cột gần cuối cùng ấy, đều ghi là bát, tất cả 19 vua của Israel đều là những vị vua xấu, không biết kính sợ Đức Chúa Trời. Kể từ Jeroboam cho đến vua cuối cùng đã thờ phượng con bò vàng ở hai nơi, Dan và Bethlehem. Và chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phó người Israel cho người Assyri, cho dân Assyri đến chiếm xứ sở, bắt dân sự và đi làm phu tù ở Iraq, Iran. Nhưng mà ngược lại, thì Esai cũng diễn tả Chúa Cứu Thế
không xét xử mọi việc theo mắt thấy tai nghe, nhưng mà Ngài xét xử công chính cho người cô thế, phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì. Và đó là bản chất của Chúa cứu thế Giê-xu. Người ta xem bề ngoài, nhưng mà Chúa biết ở trong lòng. Quý ông bà anh chị em vẫn còn nhớ câu chuyện người ta bắt một người phụ nữ bị phạm tội tà dâm đến trước mặt Chúa Giê-xu để cho Ngài xét xử, phải không? Chép ở trong Văn đoạn thứ 8. Đang khi Chúa Giê-xu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, thì các thầy thông giáo và người Pharisee bắt một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội tà dâm đưa đến cho Chúa Giê-xu xét xử. Nói là xét xử, nhưng mà thực sự ra người ta chỉ muốn Chúa Giê-xu nói rằng là hãy ném đá bà này đi mà thôi. Rồi Chúa Giê-xu biết điều đó, biết họ muốn như thế. Cho nên khi mà họ cáo tội của bà đó, thì Chúa chỉ có cúi xuống viết ở trên đất, không biết rằng là Ngài viết cái gì. Khi mà mọi người cáo buộc xong rồi, thì Chúa Giê-xu nói rằng là ai nghĩ rằng là mình vô tội, thì hãy ném đá bà đó đi. Thế là tất cả mọi người suy nghĩ lời Chúa Giê-xu nói. Và người lớn tuổi nhất bỏ đi trước. Kể đến những người trẻ hơn, tất cả đều bỏ đi, không ai ném đá người phụ nữ đó nữa. Rồi Chúa Giê-xu dịu dàng nói với bà rằng là ta cũng không buộc tội con, nhưng hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đây là một lời hết sức là công chính. Đây là một lời hết sức là đầy ân huệ của Đức Chúa Trời. Ngài không muốn người phụ nữ đó phạm tội để mà bị người ta bắt đi ném đá. Mà Chúa cũng không muốn người phụ nữ đó tiếp tục phạm tội nữa. Kinh Thánh không nói gì về người phụ nữ này. Nhưng mà tôi tin chắc rằng bà bước đi mà không hề phạm tội nữa. Người ta có nhiều người được gọi là đạo đức giả. Đây là những người ở bên ngoài làm như là mình thánh khiết, nhưng mà chỉ có để che đậy tội lỗi đầy dẫy ở trong lòng. Chúa Giê-xu dùng môi miệng của Ngài để rủa xả tội lỗi của họ. Với những người yếu đuối giống như là người đàn bà kia, thì Chúa yêu thương và tha thứ. Nhưng mà với những người giả hình, đạo đức giả, thì Chúa lên tiếng rủa xả tội lỗi của họ. Có hai đoạn Kinh Thánh nói về những lời rủa xả của Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 23 và trong Lu-ca đoạn thứ 11 đã ghi lại những lời Chúa Giê-xu rủa xả các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ giả hình như thế nào. Tôi sẽ không có đọc những lời đó ở đây, nhưng mà nếu mà quý vị về nhà chiều hôm nay mà Kinh Thánh ra đọc Ma-thi-ơ đoạn thứ 23 và Lu-ca đoạn thứ 11 để xem Chúa Giê-xu nói thế nào về những người đạo đức giả. Quả Chúa Giê-xu đã đến thế gian bằng cái gậy nơi miệng của mình, chứ không cần phải cầm cái gậy của người chân chiên. Nhưng mà Chúa dùng cái gậy bằng môi miệng của mình, Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để cai trị và sửa đổi loài người, chứ không cần dùng đến bạo lực. Và câu số 5 tóm tắt hình ảnh người lãnh đạo đó như sau: sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Tối hôm thứ Tư hôm trước, trong giờ học Kinh Thánh, thì tôi có đặt câu hỏi rằng là ai nấy đều biết rằng là dây thắt lưng là gì, nhưng mà có ai biết là dây ràng hông là gì hay không? Và có mọi người đều ấp a ấp úng, không biết là trả lời như thế nào. Và đây là trang phục của vua chúa bên Âu Châu.
Quý vị có nhìn thấy cái dây nịt lưng màu đỏ sậm không? Đó là dây thắt lưng. Và quý vị thấy cái dài màu xanh đeo từ trên vai xuống hông không? Đó là dây ràng hông. Dây ràng hông là để đeo gắn những gì oai nghi, những gì về diễn tả cá tính của người mang cái đó. Còn dây nịt lưng là để gìn giữ cho trang phục của người đó được gọn gàng, được chỉnh tề. Và chính vì thế, dây thắt lưng bày tỏ sự công bình, còn dây ràng hông để bày tỏ danh dự cho người mang nó trên người. Câu Kinh Thánh nói về sự thành tín của Chúa Giê-xu là như thế. Và các em hướng đạo sinh ở bên Mỹ này thì cũng dùng cách trang phục như thế. Và đây là hình một bé gái hướng đạo. Dây thắt lưng giúp cho bộ đồng phục của em được gọn gàng, ngay ngắn. Và dây ràng hông là để cho em trưng bày những danh dự, giống như là quốc kỳ, như là tên của đoàn, tên của đội, và cả những công trạng em cố gắng thực hiện được. Esai diễn tả dây thắt lưng của Chúa Cứu Thế là luật pháp công bằng, và dây ràng hông là đức tính thành tín của Ngài. Đấng lãnh đạo như thế chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho dân sự. Và các câu 6 đến 8 diễn tả sự hòa bình tột đỉnh đó. Bây giờ sói sẽ ở cùng với chiên con, béo nằm chung với dê con, bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau. Một trẻ nhỏ sẽ chân dắt chúng, bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng nó nằm chung với nhau, sư tử ăn rơm như bò, trẻ còn bú, chơi đùa bên hang rắn hổ mang, trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Không biết rằng là quý ông bà anh chị em ở đây đã đi xạ thú bao giờ chưa? Cả bên Mỹ hay là Việt Nam nữa. Quý vị có thấy có một cái sở thú nào mà nuôi các con giống như là câu Kinh Thánh này diễn tả không? Houston có một cái sở thú cũng lớn. Họ nói rằng là đẹp lắm nhưng mà tôi chưa có được vào đó bao giờ. Sống ở đây 30 mấy năm nhưng mà chưa có đi vào sở thú ở Houston. Nhưng mà tôi vào nhiều cái sở thú ở những nơi khác, ở trên Dallas hoặc là ở Việt Nam. Mà sở thú ở Việt Nam rất là lớn, lớn hơn là sở thú ở Houston này rất là nhiều. Tôi cũng có đi vào những cái sở thú mà mình phải lái xe để mà đi vào nữa. Chứ còn nếu mà không thì mấy cái con cọp, con beo nó sẽ ăn thịt mình. Thành ra tôi chưa bao giờ thấy một cái sở thú nào giống như là Esai diễn tả. Tại vì nếu mà để các con thú đó sống chung với nhau thì chắc chắn chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau. Ngay cả ở Việt Nam có cái chuồng khỉ rất là lớn. Và mỗi lần tôi đi vô trong đó là thấy khỉ nó nhảy nhót, chân dần với nhau, ríu rít. Ai mà có vài ba trái chuối mà liệng vào trong đó là nó chân nhau, nó dần giật đầu, giật tay, giật chân, giật đuôi nhau để mà có mà ăn. Không biết xếp hàng bình thường như là người ta nhường nhịn nhau một chút đỉnh nào cả. Mấy tuần trước, trong cái chuẩn bị bài giảng này thì tôi đọc đi đọc lại những câu Kinh Thánh trong Esai đó. Mà tôi thực tình không hiểu rõ Esai muốn diễn tả điều gì qua những câu Kinh Thánh này. Tôi tự hỏi không biết có phải đó là giấc mơ của ông tiên tri 700 năm trước Chúa Giê-xu hay là không.
Quý ông bà anh chị em nghĩ rằng những điều đó có thể xảy ra trong thế gian này hay không? Nhiều người cho rằng đây là cách nói thoáng đi để mà dạy dỗ mọi người. Hôm trước thì tôi xem được tấm hình này, mới nhìn thoáng qua, mới thấy cái tấm hình đó trong internet, tôi tưởng rằng là có một cái con beo rất là hiền lành, biết cứu em bé. Nhưng mà xem kỹ lại thì đó là xảo thuật Photoshop. Người ta ghép cái hình cái em bé đó vào trong miệng của con beo để mà trông y như là nó cắn, nó đang cứu cái em bé như vậy. Người ta làm ghép hình như vậy để cho tạo cái sự chú ý của mọi người. Xong rồi cứ bắt đầu click, thì mỗi một lần mình click như vậy có 3-4 cái quảng cáo đi theo. Và họ làm thế để mà họ ăn tiền của những người hiếu kỳ. Và tôi cũng cho họ một ít tiền, tại vì tôi click cho tới 20-30 cái hình sau đó. Và cuối cùng tôi thấy rằng đó chỉ là cái cách để mà người ta gợi sự hiếu kỳ của mình mà thôi. Nhưng mà không có thật. Nhưng mà mấy tấm hình này chắc là có thật. Biết rằng người ta đặt em bé sơ sinh nằm chung với lại những con chó cũng còn nhỏ, chưa biết cắn nhau. Nếu mà con chó mà lớn lên thì có thể khác đi, nhưng mà những con chó nhỏ nằm chung với em bé đang ngủ đó và rất là hiền hòa. Nhưng mà loại chó này là một loại chó dữ, khi mà nó lớn lên thì khác. Nhiều người đã bị những con chó này cắn chết, cả người lớn nữa. Galveston có một người đi bỏ thư đã bị 5 con chó loại đó rượt theo và cắn. Nhiều gia đình có con nhỏ nuôi chó đó ở trong nhà cũng bị nó cắt gãy chân gãy tay. Nếu chiên con không thể nào ở chung với sói được thì tại sao Ê-sai lại nói đến là trong đoạn Kinh Thánh này? Đó là điều mà tôi suy tư rất là nhiều. Và rồi tôi thấy được như thế này. Đây là một cái cách nói phóng đại của tác giả để muốn tạo sự chú ý của người đọc. Mà mình biết rằng là Chúa Giê-xu cũng thường xuyên dùng cái cách phóng đại đó để mà dạy dỗ các môn đồ của Chúa. Đó. Tác giả phóng đại sự thật ra một cách vĩ đại để người đọc có thể nhanh chóng nhận ra được ý tưởng muốn nói tới là gì. Ý tưởng Ê-sai muốn nói tới ở đây là sự hòa bình vĩnh cửu. Không ai làm hại ai. Và câu số 9 nói như thế này. Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn trên khắp núi thánh ta. Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dãy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển. Khi mà người ta được Chúa làm chủ một cách thực lòng, người ta sẽ sống hiền hòa và không có bao giờ cắn giết lẫn nhau. Cái tất cả thế gian đều hiểu biết và kính sợ Đức Chúa Trời thì hòa bình thực sự sẽ xảy ra. Không một con vật nào cắn một con vật khác, không một người nào làm hại một người kia. Thành ra nếu trong cuộc sống hiện tại của chúng ta vẫn còn thấy những điều này thì mình biết rằng nhiều người vẫn chưa hoàn toàn tin cậy, kính sợ Đức Chúa Trời. Mà quý ông bà anh chị em biết rằng là Chúa Giê-xu cũng thường hay dùng lối nói phóng đại như thế này. Ngài nêu ra một việc hết sức là cực đoan để người nghe dễ dàng nhận ra ý tưởng mà Chúa muốn diễn tả. Lấy một thí dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5, có những lời Chúa Giê-xu dạy dỗ là để tránh phạm tội, thì người ta
phải triệt để cắt bỏ những gì gây cho mình phạm tội. Đúng không? Chúa Giêsu có dạy như vậy không? Chúa nói ở trong câu 29-30 như thế này: nếu mắt bên phải khiến con phạm tội, hãy móc nó mà ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn cả thân thể bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném nó đi. Vì thà con mất một phần thân thể còn hơn là cả thân thể phải đi vào hỏa ngục. Đó là lời Chúa Giêsu dạy dỗ. Ai trong chỗ quý ông bà anh chị em ở đây nghĩ rằng là thực sự Chúa Giêsu dạy dỗ người ta là phải móc con mắt dục đi và kịch chặt cánh tay của mình bỏ đi? Có ai nghĩ là Chúa Giêsu muốn chúng ta làm như vậy không? Tôi không nghĩ rằng là có người nghĩ như vậy. Là tại vì nếu mà người ta mà nghĩ như vậy đó thì trong cái phòng nhóm này toàn là những người mà đuôi mù què cụt không à? Phải không? Như vậy thì Chúa Giêsu dạy dỗ để làm gì? Ngài nói phóng đại ra để mình biết được rằng là nếu mà mắt một mình mà nhìn vào một cái gì đó sai quấy thì thôi bỏ nó đi, đừng có cố gắng nhìn cái điều đó nữa. Chúa nói là như thế chứ không phải là Chúa nói mình móc mắt ra mình giục đi, đúng không? Thành ra cách nói của Chúa Giêsu là cách nói phóng đại, và cách nói của Ê-sai diễn tả ở đây cũng là cái cách diễn tả phóng đại để chúng ta có thể hiểu rõ được nền hòa bình vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời hứa cho dân sự của Ngài sẽ như thế nào. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai để nói lên lời tiên tri với hai mục đích. Mục đích gần cho người Do Thái và cả Israel lẫn người Giu-đa biết về ý định của Chúa ở trong giai đoạn đó, giai đoạn mà Ê-sai nói ra lời tiên tri đó. Tại vì lúc đó người Israel đã không có trung tín với lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn suốt hơn 200 năm giữ cho họ qua được 19 đời vua mà Ngài không phế bỏ dân Israel cho đến khi tận cùng bằng số không thể là gì hơn được nữa, Chúa mới dùng người Assyri để mà tiêu diệt người dân Israel. Lúc đó các vua Israel cũng có những tiên tri, không có ông Ê-sai thôi, nhưng mà có những tiên tri khác. Mình nhớ một ông tiên tri rất là lớn tên là ông gì đó, Eli phải không? Ông đã đấu tài với lại 400 nhà thuật sĩ của vua Ahab và ông đã chiến thắng. Có những người tiên tri khác giống như là ông Elise, ông Miche, ông Jonah, ông Amos, Hose. Tất cả những người tiên tri này đã cố gắng dùng lời Chúa để cảnh tỉnh dân sự, nhưng mà hầu như là tất cả mọi người chỉ thích tội lỗi sa đọa, chỉ thích thờ phượng những thần giống như là Astarte, thần Ba Anh, chứ không đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đã dùng người Assyri để trừng phạt họ. Mặc dù rằng là Assyri được Chúa dùng để trừng phạt dân sự, nhưng mà vì người Assyri cũng đã quá tàn nhẫn với dân sự của Chúa, cho nên Ê-sai cũng nói lời tiên tri về sự trừng phạt người Assyri là như thế nào ở trong đoạn thứ 10 mà chúng ta không có thảo luận ở đây. Ngay cả người Giu-đa, mặc dù rằng là tin kính Chúa hơn là người Israel, nhưng mà vẫn không hoàn toàn trung tín với Chúa. Cũng có những vua tốt và nhiều vua xấu, cho nên thế nào rồi cũng sẽ bị Ngài trừng phạt. Và lời tiên tri của Ê-sai trong đoạn thứ 10 nói lên tất cả những điều đó. Thế nhưng mà Chúa sẽ giữ lại một dân sót, nghĩa là những người còn sót lại sau những cái sự trừng phạt của Chúa, những người hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời, hoàn toàn trung tín với Chúa, thì Chúa sẽ giữ lại dù là hoạn nạn xảy ra,
nhưng mà Chúa vẫn không có bỏ họ, cho nên cuối cùng họ sẽ thấy được Chúa cứu thế. Họ sẽ được làm con dân Chúa ở trong cõi đời đời. Và đó là mục đích thứ hai của lời tiên tri Esai. Dân sót đó sẽ được Chúa cứu thế gây dựng, chân bày, và họ trở nên một dân đem vinh quang lại cho Đức Chúa Trời. Câu số 10 nói rằng, trong ngày đó, cội rễ Giê-xê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc. Các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang. Hôm nay, chúng ta thấy ý nghĩa thứ hai của lời tiên tri này đang được thực hiện. Vào mùa Giáng sinh, quý vị sẽ tìm thấy được cái không khí vui mừng đón Chúa hài đồng ra đời ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị sẽ thấy có những cây Noel hoặc là những hang đá ở tất cả mọi thành phố này trên thế giới này. Cả những nơi, những quốc gia thờ phượng Đức Chúa Trời và cả những quốc gia thờ phượng những thần khác. Tại Hoa Kỳ thì hầu như là nhà nào cũng có cây Noel. Và lúc sáng tôi có chia sẻ với Hội Thánh rằng là chiều nay nếu mà Chúa cho phép thì chúng tôi cũng sẽ đi mua một cây đem về nhà chưng. Tại vì năm nào cũng muốn có một cây để mà bày tỏ cái tinh thần đón tiếp Chúa Giáng sinh ở trong nhà của mình. Cây Noel mọc lên khắp nơi vào cái dịp này. Hoa Kỳ hầu như là đi ra ngoài đường phố, mình cũng thấy có những cây Noel, tất cả các thủ phủ của các tiểu bang hay là thủ đô của quốc gia hay là ngay cả những tòa đô chính cũng có những cây Noel rất là đẹp, rất là lớn, cao ngút trần. Ngày hôm nay, Hội Thánh chúng ta cũng có cây Noel cao, thật là đẹp. Và cảm ơn quý anh chị em tối hôm thứ Năm vừa qua đã tới bỏ công bỏ thời giờ ra để mà trang hoàng cho cây Noel này. Quý vị có biết rằng ở những nơi giống như là Jerusalem, đó là nơi mà chỉ có đền của thờ dân ngoại, phải không? Và rồi bên cạnh thì là cái bức tường than khóc của những người cũng không có thờ phượng Chúa Giê-xu. Thế mà trên đó cũng có một cây Noel. Không phải một cây mà nhiều cây. Ở một nơi khác, đây là những cây Noel ở bên Saudi Arabia, ở bên cái xứ Ả Rập này. Người ta không có được phép cử hành lễ Giáng sinh ở ngoài chỗ công cộng. Nhưng mà vì cũng có những người tin Chúa, cho nên họ được phép cử hành lễ Giáng sinh riêng biệt ở trong nhà của họ. Thế nhưng những tấm hình đó cũng chụp những nơi công cộng, cũng có những cây Noel. Thế nên mình thấy được rằng là không khí đón mừng Chúa Giáng sinh có ở khắp nơi trên thế giới. Cây Noel là biểu tượng cho sự vui mừng đón tiếp Chúa cứu thế Giáng sinh. Và cây Noel đó ngày nay đã mọc lên ở khắp mọi nơi. Thành ra bây giờ là giờ câu hỏi cho tất cả quý ông bà anh chị em suy nghĩ. Quý vị đã có cây Noel ở trong nhà hay chưa? Sẽ có hay là không? Quý vị có cây Noel ở trong lòng hay không? Nếu có, quý vị có trưng cây Noel đó ra cho người khác thấy hay là không? Hôm trước chúng ta học với nhau rằng khi mà thắp đèn thì phải treo nó lên, phải không? Đặt trên bàn, chứ không có bỏ dưới thùng. Và quan trọng hơn nữa, khi mà chúng ta soi sáng mọi người để họ khen ngợi ai?
Cha của chúng ta ở trên trời, chứ không phải là khen ngợi chúng ta. Và nếu mà tất cả quý ông bà anh chị em làm những điều đó, quý ông bà anh chị em đã có tinh thần Giáng sinh ở trong đời sống của quý vị. Nguyện xin Chúa cho trong mùa Giáng sinh năm nay, mọi việc tốt chúng ta làm để soi sáng cho mọi người chung quanh thấy được, thấy được Chúa là Chúa cứu thế. Chúa cứu thế đã Giáng sinh để cứu vớt chúng ta, và để cho họ sẵn sàng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, đồng thời ca ngợi Đức Chúa Trời công bình thành tín. Amen. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính mời quý vị đứng lên cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa đã chọn ngày 25 tháng 12 để hạ sinh xuống trần thế. Đây là một ngày đen tối nhất ở trong thế gian này ở miền Bắc, bán cầu của chúng con. Và Chúa đã, trong màn đêm đó, Chúa đã đem ánh sáng của Ngài đến cho nhân loại, để tất cả chúng con mỗi một năm một lần vào ngày 25 tháng 12 chúng con cử hành lễ Giáng sinh, chúng con vui mừng đón tiếp kỷ niệm sự Giáng sinh, sự ra đời của Chúa cứu thế, để chúng con ca ngợi tình yêu thương của Ngài. Chúng con ca ngợi sự công chính của Chúa. Chúng con ca ngợi sự thành tín của Ngài. Chúa đã hứa với chúng con là sẽ ban cho chúng con một đấng cứu rỗi, và Ngài đã thực hiện 2000 năm trước. Ta ơn Chúa. Mỗi một khi chúng con nghĩ tới sự giáng sinh của Chúa, chúng con ao ước Chúa vận động mạnh mẽ ở trong đời sống của chúng con, để chúng con soi sáng ý nghĩa đó cho tất cả những người chung quanh của chúng con, để họ cũng thấy được ngày Giáng sinh là ngày vui mừng cho nhân loại, để họ thấy được đấng cứu rỗi đã đến để cứu rỗi họ khỏi sự lầm than của tội lỗi. Lạy Chúa, xin Chúa cho tất cả chúng con có được niềm vui ở trong ngày Giáng sinh. Xin Chúa cho chúng con bày tỏ niềm vui đó ra bằng những công việc làm của chúng con, để chia sẻ tình yêu thương của Chúa, chia sẻ niềm vui Giáng sinh cho những người chưa biết đến Chúa. Chúa ơi, ngày thứ bảy sắp tới đây, chúng con sẽ tổ chức lễ Giáng sinh, và chúng con ao ước mời các bạn hữu của chúng con đến để nghe về tin lành của Ngài. Xin Chúa cho chúng con mạnh dạn mời mọc bạn hữu của chúng con. Xin Chúa ở với lại tất cả những người đến nghe, để nghe được lời của Chúa, và xin Chúa cảm động lòng của họ để họ biết Chúa là đấng cứu rỗi có quyền năng trên đời sống của họ, để họ sẽ đầu phục Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời của họ. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thỉnh cầu cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin kính mời hội thánh đồng ngồi. Dạ, cảm ơn những lời giảng luận và giảng dạy của ông mục sư Hiền trong cái chủ đề của câu gốc này, trong Ê-sai đoạn 11 câu 5. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, và sự thành tịnh sẽ làm dây ràng hông. Chúng ta ai cùng muốn sẽ được, mong ước sẽ được giống Ngài, cho nên chúng ta sẽ mất rất thêm nhiều thời gian để học hỏi những lời của Ngài và làm theo lời của Ngài. Và trước khi chúng ta tôn vinh chân thần, thì tôn vinh Chúa bài tôn vinh chân thần, thì tôi có thông báo nhỏ. Và cái tuần tới vào lúc thứ Bảy ngày 17 tháng 12 lúc 7 giờ thì hội thánh chúng ta có lễ truyền giảng Giáng sinh, và chủ nhật kế tiếp là ngày 25 tháng 12 chúng ta sẽ chào đón Giáng sinh trong chương trình lễ thờ phượng vào ngày 25 tháng 12. Cả hai lễ thờ phượng trong ngày
17 và 25, sau đó chúng ta sẽ có thông công và lễ truyền giảng của cái đêm Giáng sinh vào thứ Bảy sắp tới. Thì ông mục sư đã chuẩn bị những cái thiệp mời, cho nên xin mời quý hội thánh nhận thiệp mời và mời thân hữu mình tới tham dự cho hội thánh. Và tối nay lúc 8 giờ thì ban chấp hành và ban chấp sự sẽ họp trong room thứ tư tới, có là vào giờ kinh thánh tuần hoàn vào mỗi tối thứ tư là ngày 14 tháng 12, trong cái chủ đề học là kinh thánh Esai đoạn 55 từ đoạn 1 đến đoạn 13. Và cái lễ thờ phượng tới thì hướng dẫn sẽ là anh Vĩnh Phúc, và đọc kinh thánh sẽ là anh Vĩnh Phúc, và diễn giả thì như mọi khi là ông mục sư Bùi Thế Hiền. Và cái đề tài là tìm kiếm Chúa, và cái kinh thánh thì chúng ta cũng quay lại là Esai 55 từ đoạn 1 đến đoạn 13. Và chủ nhật kế tiếp là trong chương trình lễ thờ phượng của ngày Giáng sinh là ngày 25 tháng 12 năm 2022, thì diễn giả là ông mục sư Trần Hoàng Việt như mọi khi, và đề tài thì chưa biết, và cái kinh thánh cũng chưa sẽ thông báo sau, nhưng ban thanh niên sẽ hướng dẫn trong ngày đó. Và sau đây xin kính mời quý hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa bài thánh ca tôn vinh chân thần, sau đó ông mục sư sẽ chúc phước cho chúng ta. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con vui mừng đón tiếp ngày kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh để cứu vớt toàn thể nhân loại, cho chúng con luôn luôn sẵn sàng để soi sáng trên dùng đời sống của chúng con để soi sáng ra Chúa ra cho những người chung quanh của chúng con, để họ biết về Chúa và họ thờ phượng Ngài, để họ cũng sẽ được cứu rỗi từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Dạ, tất lễ kính chúc quý ông bà và anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy ơn phước Chúa.